Thưa quý vị, một ngư dân tỉnh Kiên Giang bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Tây Nam đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 kịp thời cứu giúp và đưa vào bờ an toàn vào tối hôm qua. Theo đó, vào tối ngày 20 tháng 4, trong lúc làm việc trên tàu cá KG 94005TS ở vị trí cách đảo Phú Quốc 23 hải lý về phía Tây Nam. Ông Lê Văn Tuấn Em, 47 tuổi, quê ở huyện Hoàng Đức, tỉnh Kiên Giang, bất ngờ bị đột quỵ và có biểu hiện co giật và khó thở. Nhận được tin báo, thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã khẩn trương điều tàu cứu hộ đến cận tàu cá và nhanh chóng sơ cứu, đồng thời đưa ngư dân vào bờ an toàn. Hiện ngư dân gặp nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc với tình trạng sức khỏe đã ổn định. Từ đầu năm 2020 cho đến nay, thì lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức cứu nạn thành công cho ngư dân bị nạn trên biển qua đó khẳng định vai trò của lực lượng cảnh sát biển với việc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển